Hello, xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Em là Honda Nguyễn đây. Hôm nay em đang ở trên thành phố San Jose, bang Cali nha. Hôm nay mình nghe cái tiệm phở mới mở ở đây, nó tên là Phở Đuôi Bò. Nghe thấy cũng hấp dẫn nha các bạn. Cái gì hôm nay mình vô đây mình ăn thử, order mấy món rồi sẵn chia sẻ cho các bạn luôn. Các bạn đi ăn chơi với mình nhé. Ok các bạn, thì cũng như mình nói là mình đang ở thành phố San Jose, bang Cali nha. Mình nghe cái tiệm phở mới mở đi các bạn. Cái tiệm phở nó tên là Phở Đuôi Bò. Nghe nói họ đang có cái chương trình discount 15% off nha các bạn. Họ bớt 15% đó cho tới cuối tháng 6. Tại vì họ đang khai trương đó, grand opening đó. Thì hôm nay mình lại cái tiệm phở này, mình vô mình ăn phở thử nha các bạn. Coi coi có ngon không, rồi sẵn chia sẻ cho các bạn luôn. Ok các bạn, thì mình vô lúc 3 giờ trưa đó các bạn. Thì cũng không có đông khách lắm. Cái này là cái menu của họ đây. Các bạn mà muốn coi cái menu lâu lâu một tí đó, các bạn ngừng cái video lại nhé. Ok các bạn, đói bụng quá rồi, họ mới đem hai tô phở ra nha các bạn. Cái tô phở đầu tiên đây là cái tô phở số 14 nha các bạn. Cái này là nó kêu bằng là phở tái, filet mignon, nạm, gân và sắc. Cái tô này là 16 đồng 95 sen. Ok các bạn, cái tô tiếp theo đây là cái số 1 nha. Tên là Phở Đuôi Bò Đặc Biệt. Ở đây họ bán là 21 đồng 95 sen. Thank you.
Ok các bạn, thôi bây giờ mình chuẩn bị mình ăn đây nha các bạn. Các bạn coi cái video một chút xíu nữa nha, mình sẽ cho các bạn cái review. Ok các bạn, thôi bây giờ mình cho các bạn cái review của mình đây, cho cái nhà hàng mới mở đây. Nó tên là Phở Đuôi Bò ở thành phố San Jose, bang Cali nhé. Mới khai trương nha các bạn. Họ đang có cái promotion đó, cái discount 15% off tới đến cuối tháng 6 nha. Nếu các bạn mà chưa vô ăn á thì vô ăn thử đi, tại vì đang có cái discount đó thì mình vô mình lấy cái cơ hội này, nó đang rẻ đó, thì là ăn thử coi làm sao để cho biết. Nhưng mà hôm nay á, mình vô đây mình order 2 tô phở nha các bạn. Một tô là số 1 phở đuôi bò đặc biệt, rồi một tô là số 14 tái filet mignon nạm gân và sắc. Tô nào cũng ngon hết nha các bạn. Rất là đậm đà, rất là ngon, rất là thơm nha. Cái tô phở đuôi bò đặc biệt đó thì mình thấy cũng rất là ngon. Chỉ có một cái là mình thấy cái đuôi bò nó hơi dai một chút nha các bạn. Mình nghĩ họ phải hầm thêm nó cho nó mềm một chút, chứ còn ăn thì nó hơi dai nha. Nhưng mà phở đó thì mình cũng như mình nói là nó đậm đà, rất là ngon, rất là thơm. Người dịch vụ rất là tốt nha, customer service rất là tốt. Nhà hàng cũng lớn, sạch sẽ, trang trí cũng đẹp nha các bạn. Đó thì hôm nay mình vô mình ăn thử đó. Rồi sẵn á, mình muốn chia sẻ cho các bạn đó, cái tiệm này đó mình cho điểm đó là 8.5 trong 10 điểm nha các bạn. Cái điểm này là mình cho là rất là cao nha. Đó, nhưng mà cái này là cái review của mình, cái feedback của mình nha. Các bạn phải vô đây ăn thử các bạn mới biết nha. Chứ cái đó là mình ăn thì mình thấy ngon nha. Phở ở đây đó các bạn hơi ngọt một chút đó. Mình thì mình thích cái nước lèo nó hơi ngọt một chút thì mình thích, nhưng mà mỗi người khác đó, có người không thích ăn ngọt đó, nhưng mà mình thì mình thích ăn ngọt thì mình thấy ngon nha. Đó thì hôm nay mình vô trong đây mình cho 8.5 trong 10 điểm, rất là cao, rất là ngon. Cũng như mình nói là các bạn phải lại thử mới biết nha, chứ cái đó là chỉ cái experience của mình, cái ý kiến của mình, opinion của mình nha. Ok các bạn, như bây giờ họ cũng như mình mới nói là họ đang có 15% off đó, các bạn lấy cơ hội lại ăn thử cho biết, phải không? Tại vì mình nói thiệt ra thì một tô phở mà lên tới 21.95 á thì mình thấy hơi mắc nha các bạn. Thì ăn á thấy hơi mắc, nhưng mà có cái discount 15% thì nó xuống còn mười mấy đồng, thấy cũng ok. Đó thì các bạn ăn thử rồi mới biết nha. Nhưng mà thấy thì thấy ngon đó. Ok các bạn, thì hôm nay mình vô mình muốn ăn thử rồi chia sẻ cho các bạn biết cái tiệm phở mới khai trương, phở đuôi bò ở thành phố San Jose trong khu Alvin. Các bạn nhớ ủng hộ channel của mình nhé. Comment, like, share và subscribe. Cái bấm nút subscribe đó các bạn. Nó có cái chuông đó. Các bạn cũng nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay và theo dõi channel của mình nhé. Có gì mình gặp sau. Bye bye.